Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với video của Yến. Chào hello, hello mọi người. Chào mọi người đã đến. Hôm nay trong cái video này thì mọi người nhìn thấy là có sự xuất hiện của một bạn rất mới. Giới thiệu nào. Đây là Kim Anh, em của tôi. Em tôi 17 tuổi. Đây là bạn Kim Anh, là em gái Yến. Và hôm nay trong cái video này thì sở dĩ cho bạn xuất hiện ở đây tại vì theo yêu cầu của rất nhiều bạn là muốn chia sẻ những cái màu son cũng như là những cái cách đánh son dành cho những bạn môi thâm và da ngâm. May mắn là mình có một đứa em môi thâm da ngâm nhìn rất là xinh, vậy cho nên là mình quyết định trong cái video ngày hôm nay sẽ nhường sân cho em của mình để swatch những màu son mà Yến đã lựa ra cho mọi người phù hợp cho da ngâm và môi thâm. Hơi khó khăn trong cái việc lựa chọn màu son. Tại vì nếu mà mình lựa không đúng màu son của mình á, thì thứ nhất là mình đánh lên nó sẽ lạc khỏe với gương mặt của mình. Thứ hai á, là nó sẽ làm cho da của mình tối đi và răng của mình thì sạm đi. Và cho nên là việc lựa chọn ra một cái màu son phù hợp với lại da và môi là một việc hết sức là quan trọng và cần thiết dành cho những bạn đang trong trường hợp bình thường thì đánh màu son gì? Yến thấy là những bạn nào mà tầm rơi vào khoảng mười mấy đôi mươi á thì các bạn đều chọn đỏ cam dù là da thâm và môi ngâm. Một số tài liệu ở trên mạng á thì cũng nói là với da ngâm và môi thâm á thì đỏ cam rất là phù hợp, nhưng mà cá nhân Yến thì lại không nghĩ như vậy. Em thấy đỏ cam hợp với em không? Hợp. Em thấy đánh đỏ cam lên nó như thế nào? Trẻ hơn, tươi hơn. Đỏ cam khi mà lên trên môi bị thâm và da bị ngâm á thì nó sẽ làm cho da và môi của mình tối đi do cái ánh cam trong màu đỏ cam. Vậy cho nên là hôm nay Yến có lựa chọn tới đây 6 màu son để mọi người có thể cùng trải nghiệm với Yến và em Yến. Yến có đem tới đây 3 combo son và đây tên tèn. Mỗi combo son sẽ bao gồm 2 thỏi son y chích. Màu thì Yến đã lựa chọn sẵn cho mọi người rồi và bây giờ tụi mình cùng nhào vô video. Màu đầu tiên Yến muốn giới thiệu cho mọi người trong 6 màu son lần này dành cho da và môi thâm á là đỏ đất. Khi mà nhắc tới cái màu son mà Yến thích nhất thì đầu tiên chỉ nghĩ được duy nhất là đỏ đất thôi. Cái tông đỏ được pha trộn giữa màu đất, giữa màu đỏ, một cái base nâu bên dưới cùng với một chút xíu xìu xìu ánh cam thôi. Khi mà lên trên môi của mình á, làm cho cái viền môi bị thâm của mình á, nó được che đi khá là nhiều. Và cái base cam nhẹ nó làm cho mình trẻ hơn và ngọt hơn như Kim Anh thì nãy có nói đó. Một cái thao tác rất là lưu ý cho các bạn á, đó là khi mà đánh son thì mình đừng có đánh full môi với một tông màu, mà hãy sử dụng cái cách đánh là đánh đậm ở lòng môi, sau đó mình dùng tay mình tán ra bên ngoài. Như vậy là vừa che được cái độ thâm mà nó vừa làm cho môi của mình cảm giác trở nên căng mọng và ngọt ngào hơn. Màu số 2 lại là một tông đỏ nữa. Khác với đỏ đất thì lần này sẽ là sự pha trộn của tông hồng và tông đỏ. Em là đỏ hồng. Đỏ hồng khi mà lên trên môi của mình á thì cái màu hồng và ánh tía nhẹ trong đỏ hồng á sẽ che được cái viền thâm môi và lòng môi sẽ được chú ý nhiều hơn. Người nhìn sẽ không có tập trung vào là môi của bạn bị thâm hay da bạn tối đâu, mà người ta sẽ tập trung vào cái nụ cười rất xinh của bạn, tại vì đỏ hồng sẽ làm cho da của mình sáng hơn và răng của mình trắng hơn rất là nhiều.
Đẹp hơn đỏ cam của em không? Khi mà nhắc tới da ngâm á và môi thâm thì tụi mình chắc là sợ nhất tông hồng. Nhưng mà màu số 3 Yến muốn giới thiệu với mọi người là một tông hồng, và Yến đã lựa chọn rất là nhiều trong những tông hồng. Tông hồng lên trên da thì sẽ trẻ hơn, sẽ ngọt ngào hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn. Và hồng trà đúng là một cái tông hồng trị được cái màu xỉn của da và môi của mình. Hồng trà là một tông có base bên dưới cũng là màu đất và nó khá là trầm. Khi mà lên trên môi của mình á, nó làm cho mình cảm giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và cũng trở nên xinh hơn rất rất là nhiều luôn, mà không có bị chá hay bị chói. Màu tiếp theo trong 6 màu mà Yến muốn giới thiệu với mọi người lần này là đỏ tươi. Đỏ tươi là sự kết hợp của tông đỏ, tông cam, tông cherry. Và Yến để ý thấy á, là khi mà da ngâm và môi thâm thì những tông đỏ thật sự rất rất là phù hợp. Bạn đừng có tự ti là da ngâm và môi thâm lên những cái tông đỏ nhiều khi sợ nó bị đậm, bị dừ. Không nha, mình chỉ cần tìm được cho mình một cái tông đỏ phù hợp như đỏ tươi mà Kim Anh đang đánh chẳng hạn, thì lên môi của mình sẽ trẻ hơn rất là nhiều và đẹp hơn rất là nhiều. Nhắc tới tông đỏ dành cho môi thâm và da ngâm thì mình nhất định không được bỏ qua màu thứ 5, đỏ cherry. Đỏ cherry thật sự luôn là phù hợp lắm dành cho những bạn nào mà da và môi mình tối. Tại vì á, đỏ cherry có ánh tím, khi mà lên trên môi của mình á thì nó sẽ che được khá nhiều cái viền thâm của mình. Em thấy tông này trên môi em như thế nào? Rất là tinh á. Hả? Em nghĩ là tông này đánh lên môi em rất già đúng không? Nhưng mà không, tông này lên trên môi em rất tinh á. Và màu cuối cùng là sự lựa chọn dành cho một tông cam, cam gạch. Khác với những tông cam khác thì cam gạch nó khá là trầm và khá là ngọt, cho nên lên trên môi của mình á, nhìn nó vừa cá tính nè, vừa kiểu nhìn mình sắc sảo nhiều lắm, mà lại không có bị dừ hoặc là không có bị chói như tông cam như là cam tươi hoặc là cam sữa. Còn để cho mình sẽ cá tính hơn rất là nhiều. Ngồi sau máy quay để chào mọi người xem màu son trên môi Kim Anh. Yến không xuất hiện trong video này bởi vì Yến nghĩ là Yến đã xuất hiện nhiều lần trên những video squat to khác rồi, cho nên là nhường sân lại cho Kim Anh. Mọi người cảm thấy những cái màu son mà Yến đã thông minh cho mọi người nãy giờ như thế nào? Em thấy gì sao? Em cảm thấy là môi thâm cũng rất có lợi khi mà mình tìm được một màu son phù hợp không? Rất có lợi. Ừ, và mình cũng sẽ đỡ tốn tiền mua concealer nếu như mình tìm được một màu son phù hợp không? Nãy giờ khi mà em squat thì em thích màu nào nhất? Với cá nhân Yến thì Yến nghĩ là nếu mà bạn đang tự ti về cái việc là môi bạn thâm và da bạn ngâm á, thì hy vọng là bạn xem cái video này xong bạn sẽ cảm thấy là thật là tự tin về cái điều đó. Mình chỉ cần tìm được những sản phẩm phù hợp, những cái màu sắc phù hợp thôi, thì cái việc ngâm trên da của mình đôi khi nó lại biến thành một cái lợi thế, đúng không? Với cá nhân Yến thì Yến thích cái màu cam gạch này trên môi của Kim Anh nhất. Trước giờ thì Yến thích đỏ cherry trên môi những bạn môi thâm á, nhưng mà sau khi xem Kim Anh squat thì Yến thích màu cam gạch nhất, tại vì nhìn nó cứ cá tính và nhìn nó cứ trẻ trung xinh xắn như thế nào á. Bạn thích cái màu nào nhất khi mà môi bạn thâm thì hy vọng là bạn cũng đã tìm được một cái màu son phù hợp cho môi thâm và da ngâm của mình. Và nếu bạn thích màu nào thì nhớ comment Yến biết nha. Yến chỉ mới giới thiệu cho bạn những cái tông màu phù hợp thôi, và mua son nào ở đâu á thì đó là lựa chọn của bạn. Yến chẳng phải nói mọi người là mọi người phải mua son quý đâu, cho nên mọi người yên tâm. Hy vọng là mọi người thích cái video này và nó hữu ích với bạn. Và nếu thích thì đừng quên like and subscribe channel Quý nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye. Đêm ngâm thì cũng hay.